Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc Tết tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy biểu dương những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong năm 2022, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố ngay sau đại dịch. Bí thư Thành ủy chúc cán bộ nhân viên đơn vị năm mới mạnh khỏe, thành công và tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo cung ứng điện cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ về mặt cơ chế, đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai việc ngầm hóa lưới điện trên địa bàn. Đến thăm Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy chúc cán bộ, y bác sĩ hai đơn vị đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Bí thư Thành ủy ghi nhận nỗ lực của y bác sĩ hai đơn vị trong công tác khám chữa bệnh cho người dân, cũng như phòng chống COVID-19 suốt hơn 2 năm qua với nhiều khó khăn vất vả. Hiện Đà Nẵng định hướng xây dựng là trung tâm y tế chất lượng cao, vì vậy hai đơn vị cần tiếp tục có chiến lược đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng bệnh viện. Trong đó cần đặc biệt lưu ý việc đầu tư các trang thiết bị máy móc tiên tiến, cũng như không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của ngành y tế thời gian qua, Bí thư Thành ủy đề nghị các y bác sĩ cần tiếp tục vượt khó, nêu cao y đức, thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc.